Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhiễm xung sáng là một căn bệnh thường xảy ra đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề này cũng thường gặp đối với người lớn. Vậy có cách nào để chúng ta có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả? Và nếu như để bệnh xung sáng cứ kéo dài thì sẽ gây ra những ảnh hưởng ra sao đối với sức khỏe? Tất cả sẽ có câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay qua phần trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Bích Thủy, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Quốc tế Minh Anh. Kính chào bác sĩ ạ. Kính chào quý vị xem đài. Vâng, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Và bác sĩ thân mến, trước khi đến với buổi tọa đàm, kính mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm sau. Nào, làm giống như có bầu có thai tới nơi vậy. Nè, sức khuyên dầu ngay đúng nè. Đó, thấy chưa? Xong nha, đó. Trời ơi, má ơi, trời ơi, làm gì vậy? Má ngắt cái làm cái gì? Chú tự nhiên má ngắt con. Nè, nó nghe nè, bình tĩnh đi. Mới con cái à, bây giờ đây nè. Đây là điều trị và dung sáng ha. Theo như là cái phương pháp gia truyền đó là bây giờ hả là con á, sức dầu á, ngay cái đúng con rồi á, gọi là nam thì 7 cái, nữ thì 9 cái. Má ngắt tung quanh cái đúng con á, đúng 9 cái là con sẽ hết bị dung sáng. Sáng chết đau lắm, đau lắm. Còn 8 cái thì ráng đi. Đau lắm. Ráng đi mà. Dừng ta lại. Thôi thuốc, thuốc. Má ơi, con không ngờ má luôn á. Không ngờ cái gì? Bình thường có con ở nhà thì má cưng chiều nàng dâu. Con vừa đi làm thôi, má ở nhà má đánh đập. Má làm giống y như là Thào Thị mà Phạm Công Khúc Qua vậy. Nó tầm bậy, má không đánh đập nó. Bây giờ nó đang ngồi im đâu. Má làm gì vậy con? Con kẹp cổ nó, má ngắt nó. Không nha, vợ con nha. Cưng như trứng có hứng như hoa nha. Mong manh dễ vỡ, đụng cái là bể liền. Má đừng có ngắt nhéo vợ con. Sao má ác quá vậy má? Đau lắm luôn. Ác rồi. Má đang trị bệnh cho vợ con đó. Vợ con bệnh gì mà trị bằng cái cách ngắt nhéo? Vợ con bị dung sáng. Cái gì vậy? Trời ơi, vợ con bị dung sáng. Mà con làm như vậy, dĩ nảy dây nảy lên. Nó bị dung sáng, coi như là cái phương pháp này á, là người ta chỉ. Bây giờ mình sức dầu cho lỗ đúng đó xong rồi á, nam á mình ngắt 7 cái, nữ mình ngắt 9 cái đó, là con dung nào nó cũng chết hết. Mà má ngắt mới một cái à, bây giờ phải còn 8 cái nữa mới đủ. Cái cách của má sai rồi. Sao sai? Phản khoa học, không có cơ sở. Người ta có rất là nhiều phương pháp để mà trị bệnh dung sáng, chứ đâu phải ngắt nhéo cái kiểu đó đâu. Vậy cái theo ý con là sao? Con mời má, mời em nghe chuyên gia tư vấn. Vâng, thưa quý vị, quả thật là một cái tình huống dở khóc dở cười. Bác sĩ nghĩ sao về phương pháp dân gian vừa rồi ạ? Thực ra đó là có rất nhiều cái phương pháp dân gian không phải là sai. Những cái gọi là đau bụng thông thường thì người ta cũng có thể sử dụng những cái đó, nó cũng hết. Nhưng nếu thực sự là nhiễm dung sáng, chúng ta phải làm xét nghiệm. Chúng ta xét nghiệm phân, xét nghiệm máu để phát hiện ra đúng là nhiễm dung sáng. Bắt buộc phải đến các phòng khám, đến bệnh viện để điều trị. Và có rất là nhiều những phương pháp dân gian trong việc điều trị đau bụng. Tuy nhiên bị nhiễm xung sáng và điều trị bằng cách này thì quả thật là không hiệu quả. Bác sĩ có thể chia sẻ giúp quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn nhiễm xung sáng là gì ạ? Nhiễm dung sáng tức là nhiễm một cái loại ký sinh trùng phổ biến nhất trên thế giới. Nhiễm ký sinh trùng tất nhiên nó có nhiều loại lắm, có thể là nhiễm nấm, nhiễm amip, và đặc biệt ở những cái nước nhiệt đới như chúng ta, nóng ẩm là một cái môi trường cực kỳ thích hợp cho các loại dung sáng phát triển. Và cái triệu chứng thông thường xảy ra đó là cái đau bụng. Và hiện nay thì có những cách thức nào để chúng ta có thể điều trị được vấn đề là bị nhiễm dung sáng ạ? Dung sáng nó có nhiều loại lắm, nhưng loại phổ biến dân gian mình hay nói à, dung đũa, dung tóc, dung móc, dung lương, rất là nhiều loại. Và đặc biệt là gần đây cùng với cái chuyện mà chúng ta hay ăn sashimi, ăn đồ sống, đồ sống tái, thì các cái loại sáng lại phát triển khá là phổ biến ở cái khu vực thành thị. Còn ở khu vực nông thôn thì chủ yếu vẫn là các loại dung tôi vừa kể. Khi mà nhiễm dung sáng rồi đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải điều trị bằng mọi cách để chúng ta tẩy nó ra, tẩy được dung sáng ra khỏi cơ thể. Dung khi mà vào cơ thể mình nó có thể theo cái dạng là trứng vào, nở thẳng thành cái con dung sáng trưởng thành, hoặc là nó có thể vào cơ thể mình nó thành cái dạng ấu trùng, có thể di chuyển đi khắp nơi, gây ra rất là nhiều cái biến chứng khác nhau. Vì thế là cái điều trị dung sáng nó có hai giai đoạn. Một là chúng ta chỉ điều trị những cái nhiễm dung sáng tình cờ và chưa có triệu chứng gì rõ ràng, chưa gây biến chứng gì, thì chúng ta chỉ cần uống thuốc tẩy dung sáng là xong.
Nhưng mà nếu mà dung sáng khi mà đã vào trong cơ thể mình, những cái ấu trùng nó có thể di chuyển vào hốc mắt, là vào những cái vùng cơ đặc biệt á, thì chúng ta lại càng phải có một cái biện pháp điều trị. Và thưa bác sĩ, khi mà bị dung sáng, nhiều người thường có tâm lý là lơ là, chủ quan và cũng không sổ dung định kỳ, bảo rằng nó không có nguy hiểm gì. Nhưng nếu như mà để ý dung sáng trong người mà một khoảng thời gian dài, thậm chí là chúng ta không nghĩ đến việc là chúng ta tẩy dung, thì nó sẽ gây ra những hậu quả, những biến chứng như thế nào đối với sức khỏe ạ? Khi mà nhiễm dung sáng một cái thời gian mà dài rồi đó, người ta thấy là thông thường nhất á, thì là cái tình trạng như là đau bụng, và có nhiều người thì là ngứa ngoài da, nổi mẩn, nổi cục, có những cái hộp nhỏ dưới da và nó nằm yên một chỗ luôn nha, những cái ấu trùng dưới da chẳng hạn. Nếu mà bị một thời gian dài nữa thì nó có thể gây ra một cái tình trạng là thiếu máu. Những cái con dung này nó ăn những cái chất dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta, thí dụ như dung móc thì nó móc vào trong ruột và nó gây tình trạng gọi là rỉ máu ở trong đường tiêu hóa, là xuất huyết tiêu hóa rỉ rả và gây ra một cái tình trạng thiếu máu mãn tính kéo dài. Người bệnh thì sẽ xanh xao, ăn uống rất là kém. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vừa rồi bác sĩ cũng chia sẻ một vài những thông tin rất là hữu ích để giúp cho mọi người có thể phòng tránh được là bị nhiễm dung sáng. Tuy nhiên, để cụ thể hơn về chế độ ăn uống như thế nào, rồi cần phải có lưu ý đặc biệt nào để tránh đừng có gặp phải tình trạng là bị nhiễm dung sáng. Đầu tiên á là chúng ta sẽ có giữ vệ sinh về cơ thể. Thí dụ như là chúng ta phải rửa tay trước khi ăn, sau khi đi tiêu, sau khi chơi với các cái con thú cưng của mình. Hiện giờ là cái con sáng chó đó, tụi tôi gặp thường lắm, ngay cả ở thành phố cũng như là ở nông thôn cũng vậy. Là do chúng ta nuôi chó mèo rất là cưng mà chúng ta không có cái sổ lại định kỳ cho chó mèo. Khi nuôi những cái con thú cưng, chúng ta phải lưu ý sổ lại cho nó luôn, chứ không phải là cho ta nữa nha. Chúng ta khi mà chơi với nó xong rồi, chúng ta vẫn phải rửa tay trước khi mà chúng ta ăn uống. Nữa là móng tay, móng chân chúng ta phải cắt để tránh những cái trứng của những cái con cái sinh trùng này á, nó còn bám ở trong đó. Cái nữa là chúng ta vệ sinh môi trường á, để hạn chế được cái này. Ở người tiêu dùng thì chúng ta hạn chế những thức ăn sống tái. Nếu mà chúng ta sử dụng thức ăn sống tái thì buộc là chúng ta phải đảm bảo là cái nguồn gốc phải sạch, phải an toàn thì chúng ta hãy dùng. Những lưu ý khi điều trị và phòng ngừa dung sáng. Khi phát hiện nhiễm dung sáng, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Chọn những loại thuốc có tác dụng với nhiều loại dung, ít độc và chỉ cần dùng một liều duy nhất đã mang lại hiệu quả cao. Thực hiện ăn chín, uống sôi, chỉ ăn những loại thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Tẩy dung định kỳ 6 tháng một lần theo hướng dẫn của bác sĩ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những lưu ý quan trọng vừa rồi. Và quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi diễn tiến câu chuyện nhé. Tôi sai rồi. Hay quá sai. Tại vì bà Tám á, bà đồn á, bà nói là cách này hay. Chứ má đâu biết đâu, nhưng nhờ bác sĩ chia sẻ như vậy á, thì má mới biết được á, là điều trị dung sáng á, là mình phải điều trị như thế nào, phải đi khám đi rồi coi thuốc loại nào điều trị dung sáng cho đúng để uống. Đúng rồi đó. Chứ không phải nhắc. Phải là hỏi chuyên gia rõ ràng, đừng có nghe người ta chỉ tầm bậy tầm bạ rồi về áp dụng lên cái nhà này rồi tội nghiệp vợ con. Em đó nha, ăn kín uống sôi là cái thứ nhất. Dạ. Ăn ở sạch sẽ là cái thứ hai. Dạ em biết rồi. Bây giờ á, em không có mua thuốc gì uống mà anh phải đưa em đi khám, tại vì bệnh của em nặng rồi, nôn ói rồi tất cả cái thứ đau bụng này kia là phải đi đến bệnh viện khám. Còn cả nhà mình, má đừng thấy má không có đau bụng rồi tưởng không có dung sáng trong bụng nha. Định kỳ 6 tháng một lần là cả nhà mình phải tẩy dung. Còn bây giờ đi. Dạ đi chứ. Đi khám liền. Em sợ ở nhà má ngắt em nữa. Không à, không ngắt nữa. Thương ha. Quý vị thân mến, hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả của chúng ta đã hiểu rõ hơn về vấn đề bị nhiễm dung sáng và không nên lơ là chủ quan. Chúng ta cần phải điều trị sớm và thường xuyên sổ dung định kỳ để đảm bảo sức khỏe cho mình. Và bên cạnh đó, cần có một chế độ ăn uống lành mạnh để chúng ta phòng ngừa được bệnh. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay. Và xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.